Xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto Tướng Lúc Tôi xin giới thiệu bạn cái bồn cầu có cái mã hiệu là CS302DE4. Đây là cái bồn cầu hai khối nắp rửa cơ, hai chế độ ha. Cái bồn cầu này lúc chúng ta nhận hàng nó sẽ có ba bộ phận khác nhau. Đó là két nước là S302D, cái thân cầu là C302, cái nắp định rửa cơ này là TCW1211A. Thì phần xử chúng tôi sẽ có xuất xứ là Việt Nam, còn cái nắp rửa cơ này thì có xuất xứ Malaysia. Bồn cầu thì có chiều dài là 695, bề ngang của nó là 380, chiều cao từ sàn lên két nước là 692. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan một lượt bồn cầu này để chúng tôi giới thiệu chi tiết thêm. Bồn cầu này sẽ đi kèm chúng ta là van dừng, van gốc, dây cấp nước ha. Và tê chia nước thì nằm trong nắp bồn cầu. Có con thọ rời và dùng tâm thoát là 305 mm, ống thoát là 110 ha. Thì đây là những cái thông số cơ bản của cái bồn cầu này. Bồn cầu này thì sẽ có hai chế độ xả là 3 lít và 4,8 lít ha. Cũng là khá tiết kiệm nước đối với cái loại tiểu tiện ha, nên chúng ta sẽ tiết kiệm hơn khi chúng ta sử dụng tiểu tiện nhiều. Cái bồn cầu này thì nó sở hữu chế độ xả của nó là trong lòng cầu là chế độ xả thẳng. Có nghĩa là xả thẳng là sao? Là có nghĩa là xung quanh cái mép bồn cầu này sẽ có những cái tia nước đi thẳng xuống. Và cái nhược điểm của nó là sẽ tạo tiếng ồn, nhưng mà ưu điểm của nó sẽ là xả mạnh và xả khá là sạch, hoặc là đường hơi thoát hơi kém thì cũng là một cái ưu điểm. Ngoài ra thì cái nắp rửa cơ này á, thì cái này nó là nắp E4 thì nó khác cái nắp E2 cơ bản, là cái nắp E2 chỉ có một chế độ, còn nắp E4 là hai chế độ. Và ngoài ra thì chất liệu nhựa của thằng này nó giống như chống trầy, chúng ta sử dụng nó sẽ bền bỉ hơn, tốt hơn. Và cái đây là cái vị trí ha, rửa vòi cho chúng ta có thể tăng lực mạnh yếu, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái đầu vào về áp lực nước có sẵn của nhà chúng ta ha. Chúng ta chế độ xả đây là dây cấp cho cái nguồn nước ha. Nắp này thì cũng là nắp đóng êm rồi ha, từ từ xuống đó. Thì cái mẫu này hiện tại đang được cung cấp ở đại lý Toto Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán cũng như đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.